Hello, xin chào các con. Hôm nay cô làm video này để giúp các con ôn tập lại phần lý thuyết về câu tường thuật mà mình học với nhau một tuần trước nha. Thì câu tường thuật là gì? Rồi, thì trong tiếng Việt, khi mà mình đọc mấy cuốn tiểu thuyết hay là đọc những cái văn bản ở trong sách giáo khoa môn ngữ văn đúng không? Thì người ta sẽ có những cái lời thoại trực tiếp của nhân vật để trong dấu ngoặc kép. Đây, ví dụ cô có là tớ muộn học rồi, thằng Tom nó nói. Được chưa? Thì đây là lời thoại trực tiếp của nhân vật nha. Và khi mà mình muốn chuyển từ cái loại lời thoại trực tiếp này qua một cái lời thoại gián tiếp thì mình sẽ nói là gì? Tom nói rằng anh ấy bị muộn học, đúng chưa? Thì tiếng Anh cũng thế. Tiếng Anh là khi con chuyển từ cái câu gián từ câu trực tiếp này nè qua cái câu gián tiếp thì đó người ta gọi là câu tường thuật, được chưa? Rồi thì mình sẽ có hai cấu trúc. Đầu tiên là câu kể. Thì câu kể là câu như thế nào? Câu kể là đây, dấu hiệu nhận biết của một câu kể là ở trong cái dấu ngoặc kép á sẽ có đủ đủ chủ từ cộng với động từ cộng với ô. Đây, nó sẽ có đủ ba cái thành phần này thì mình sẽ nhận biết nó rằng là nó là câu câu kể. Rồi, công thức là đây, chủ từ cộng với said that, hoặc là mình sẽ dùng là told to. Rồi, said that là gì? Nói rằng. Told to somebody là gì? Nói với một ai đó. Rồi, sau đó sẽ cộng với chủ từ, rồi cộng với động từ lùi thì. Thì cái vấn đề lùi thì là như thế nào thì lát nữa cô sẽ nói sau nha. Rồi, tiếp câu câu hỏi yes no. Thì câu hỏi yes no này nó thực ra là câu nghi vấn. Câu nghi vấn. Rồi, câu nghi vấn mà ở trong dấu hoặc kép nha. Đó, câu nghi vấn. Được chưa? À, bình thường mình học thì đúng không? Các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn thì đó các thứ đó là mình sẽ có một cái phần là câu nghi vấn. Thì đấy, câu nghi vấn chính là câu hỏi yes no và nó để ở trong mặt kép. Được chưa? Rồi thì công thức chuyển đổi sang câu gián tiếp của mình sẽ là chủ từ cộng với ask rồi cộng với if hoặc là whether. Nghĩa là tụi con chỉ dùng một trong hai cái này thôi nha. Rồi sau đó cộng với chủ từ rồi động từ lùi thì. Rồi. Cái này là công thức thôi. Lát nữa vào cái phần bài tập hay là gì đó thì mình sẽ làm rồi mình sẽ hiểu sau, được chưa? Rồi phần 3 lưu ý nè. Rồi mình sẽ có tổng cộng là ba cái lưu ý, được chưa? Lưu ý thứ nhất là nếu động từ tường thuật ở hiện tại đơn thì không lùi thì ở mệnh đề chính, được chưa? Rồi ví dụ nha, cô có một câu để trong dấu ngoặc kép là I'm hungry, Helen says. I'm hungry là gì? Tôi đói. Rồi thì cái mệnh đề mà để ở trong cái dấu ngoặc kép này thì mình gọi nó là mệnh đề chính, được chưa? Rồi còn động từ tường thuật là gì? Động từ tường thuật là cái phần phía sau, Helen nói, thì đây chính là động từ tường thuật. Thì khi động từ tường thuật cô highlight màu vàng để nó nằm ở hiện tại đơn, đúng chưa? Đây là câu này là hiện tại đơn nè, động từ mà thêm s hoặc es thì đó chính là hiện tại đơn. Rồi thì mình không lùi thì ở mệnh đề chính. Đây, mình sẽ không lùi thì ở mệnh đề này. Có nghĩa là mình sẽ giữ nguyên cái thì, cái câu này nó ở cái thì gì thì mình giữ nguyên ở cái thì đó. Thì câu này đang ở thì gì đấy? Thì hiện tại đơn, mình giữ nguyên ở thì hiện tại đơn thôi. Rồi, và mình sẽ có một cái câu gián tiếp là gì? Helen nói rằng, đây, that này thì mình dịch là rằng nha, nhưng mà mình có thể có hoặc không nên là cô để ở trong dấu dấu ngoặc. Được chưa? Helen nói rằng cô ấy đói. Đúng chưa? Thì ở đây nè, tôi đói, thì tôi ở đây là ai? Tôi ở đây là Helen. Helen là ai? Là con gái, được chưa? Nên khi mình chuyển qua câu gián tiếp thì mình dùng she. Rồi ok, và bởi vì động từ tường thuật là thì hiện tại đơn nên mình không lùi thì ở đây. Thì hiện tại đơn vẫn là để ở thì hiện tại đơn, nhưng bởi vì mình đổi chủ ngữ nên mình phải đổi luôn cái to be, được chưa? Rồi ok, tiếp. Lưu ý số 2. Nếu động từ tường thuật ở quá khứ đơn thì mình lùi thì ở mệnh đề chính. Đây, trên này là hiện tại đơn nè, nhưng bên dưới này là quá khứ đơn. Trên này không lùi thì, nhưng mà ở bên dưới này quá khứ đơn thì mình phải lùi thì. Ví dụ vẫn là cái câu đó luôn. Đây, vẫn là câu đó. I'm hungry, Helen said. Rồi, nó khác với phía trên là gì? Ở đây động từ tường thuật của cô là hiện tại đơn. Ở bên dưới này là verb 2, said, verb 2. Và nó là ở quá khứ đơn. Rồi, thì nói sao? Helen said that. Thì cái mệnh đề chính này nè, cô sẽ phải lùi thì.
Và cô sẽ lùi từ hiện tại đơn về quá khứ đơn, có nghĩa là cô lùi ngược lại về quá khứ. Được chưa? Thì ở đây chủ ngữ là she, cái trên cô đã giải thích rồi ha. To be quá khứ là gì? Was. Được chưa? Mình lùi từ hiện tại đơn về quá khứ đơn thì đó chính là lùi thì. Rồi, tiếp nha. Một cái lưu ý cuối cùng là nếu mệnh đề chính là một sự thật hiển nhiên thì mình không lùi thì. Một sự thật hiển nhiên có nghĩa là gì? Mặt trời mọc ở hướng đông rồi lặn ở hướng tây, à, nước nó luôn luôn sôi ở nhiệt độ 100 hay là nó sẽ đóng băng ở 0 độ, thì đó là một sự thật hiển nhiên, lúc nào nó cũng đúng và không bao giờ nó sai. Được chưa? Rồi, thì câu này câu có là gì? The sun rise in the east, he said. Rồi, mặt trời mọc ở hướng đông, anh ta nói. Rồi, thì mặc dù cái động từ tường thuật này nó nằm ở thì quá khứ đơn, nếu theo đúng công thức thì mình sẽ phải lùi thì ở mệnh đề chính, nhưng bởi vì mệnh đề chính là một sự thật hiển nhiên nên mình không lùi thì. Rồi mình bê cái he said này xuống, mình có thể có that vào đây hoặc không, đây cũng có thể cho that vào hoặc là không. He said that the sun rise in the east, này động từ cô vẫn giữ nguyên bởi vì nó là một sự thật hiển nhiên. Ok, tiếp thì ở bên dưới này cô sẽ có hai cái bảng. Cái bảng đầu tiên là bảng chuyển đổi thì mình sẽ có là gì? Will và shall này là gì? Thì tương lai đời. Rồi, tương lai đời. Rồi, thì cô sẽ chuyển will thành would, shall thì thành should. Rồi, cái này thì mình cộng với verb 1 đúng không? Bên này mình vẫn cộng với verb 1 luôn. Mình chỉ có chuyển đổi cái will và cái shall thôi hả? Tiếp nè. To be going to nè. Thì cái này là gì đấy? Tương lai dự định. Rồi, tương lai dự định đúng không? Thì cái này mình cộng với verb 1. Cái bên này thì cũng vậy, mình chuyển cái to be từ hiện tại này sang quá khứ thôi. Mình chuyển am, is và are thì thành was và were. Này cộng với vẫn là verb 1 nha. Rồi, tiếp nè. Hiện tại đơn thì cô chuyển thành quá khứ đơn. Hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn. Ủa cái này như nó bị lộn nè. Rồi, hiện tại hoàn thành thì cô chuyển thành quá khứ hoàn thành, có nghĩa là hiện tại thì chuyển thành quá khứ, được chưa? Còn cái đuôi ở phía sau đơn tiếp diễn hoàn thành thì mình giữ nguyên. Rồi, cô có quá khứ đơn thì cô chuyển thành quá khứ hoàn thành. Quá khứ tiếp diễn thì thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Cái thì này thì tụi con chưa học nên là chắc là đi thi họ sẽ không ra vào cái phần này đâu hả. Rồi, ở đây nó còn một cái nữa là quá khứ hoàn thành, nhưng mà bởi vì quá khứ hoàn thành giữ nguyên, mình không có lùi được cái gì nữa mà, nên là cô không bỏ vào cái bảng này nha. Rồi, must, rồi have to, rồi has to thì cô chuyển thành have to, có nghĩa là chuyển cái have thành had, can thì thành could. Được chưa? Đây là bảng chuyển đổi thì nha. Rồi, còn đây là bảng chuyển đổi chạm từ thời gian. Today thành that day, tonight that night, tomorrow the next hoặc là the following day, yesterday thành the day before hoặc là the previous day, ago thì thành before, now thì thành then, next cộng với thời gian thì mình sẽ chuyển thành the next hoặc là the following cộng với thời gian, last cộng thời gian thì mình chuyển thành the previous cộng với thời gian hoặc là the cộng với thời gian cộng với before. Rồi, this thì thành that, these thì thành those, here thì thành there. Ok, rồi. Bạn nào mong trước không đi học thì chép bài vào nha. Rồi, goodbye. Chúc tụi con học hành tốt. Tuần sau cô sẽ kiểm tra cái phần này nhé. Goodbye.